Đúng không? Âm thanh báo Quốc Hùng xin kính chào tới tất cả bác và tất cả anh em đã quay lại kênh của âm thanh Quốc Hùng. Và hôm nay thì bên em muốn tổng hợp một số sản phẩm cuối năm cho tất cả bác chơi. Thì thông báo với tất cả anh em như thế này thì bên em thì bán hàng cho đến là hết 20 âm. Ở nay là ngày 17 rồi nha bác nhá. Thì hết 20 âm thì bên em sẽ ngừng giao dịch. Đấy, cũng ngừng gửi hàng cho tất cả bác. Thì các bác nào mua những cái sản phẩm nó nhỏ gọn nhanh chuyển phát nhanh được thì em chuyển, còn những cái sản phẩm mà nặng như lo và những dòng đói này thì qua 20 thì em không có nhận ship hàng nữa nha bác nhé. Tại vì cận Tết thì ở bên vận chuyển họ hàng rất là nhiều, sợ khi mà giao cho các bác không kịp đưa các bác chơi Tết, qua Tết các bác nhận được thì nó hơi phiền nha bác nhé. Nên là bác nào có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Quốc Hùng. Thì hôm nay bên em trong video này bên em tổng hợp một số những dòng đáy Mỹ cho tất cả bác để các bác chơi. Đây là những dòng đáy Mỹ mà hiện tại bên em đang còn nha bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đầu tiên là chiếc đáy cover BM200T. BM200T thì con này bên em cũng, nói chung là tất cả những cái sản phẩm này bên em cũng đã có video đăng lên cho tất cả bác về hình thức ruột gan cũng như là về cái cấu hình cũng như là giá cả, thì hôm nay em tổng hợp lại thôi và cũng như là báo giá cho cả bác, thì các bác ưng con nào á thì bên em kết bạn Zalo cho em qua số 707 thì em sẽ gửi hình ảnh còn đó cho cả bác để các bác chơi, các bác tham khảo rồi các bác nào chốt thì alo. Đầu tiên là cover model BM200T chạy 20 sò Toshiba xanh đen, công suất là 450W trên một kênh 8 ohm và 600W trên kênh 4 ohm. Con này thì về thiết kế nó thì cũng khá là ok, giá là 10 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả bác. Đó. Sản phẩm thứ hai là hai con cover BM150, hai con cover BM150 đều chạy là 20 con sò nét đỏ đen. Sò sách nhà bác nha, sò sách con này sò tham. Đấy. Sò sách nét đỏ đen cực kỳ là hiếm và cũng như là dòng rất là hiện thoại, được tích hợp trên những con âm ly cố rất là ok nha bác. Đó. Và hai con này thì đều như nhau, và cũng như là con này thì nó có công suất là 6 bằng những con này 600W trên kênh và ở 4 ohm và 450W trên kênh 8 ohm. Ba con này đều chạy điện là 100V. Đấy. Và hai con này thì có giá là 11 triệu nha bác nha. Xin lỗi các bác, 11 triệu. Đúng rồi. Giờ cuối năm để cho cả bác là 11 triệu bên em bao cước. Thì giá lúc về là giá là 11 triệu 500 nha bác nha. Con này là 11 triệu 500 này. Đấy, cuối năm thì để cho cả bác chắc là 11 triệu nha. Bên em bao cước và tặng kèm thêm bộ dây ba lăng. Sản phẩm tiếp theo nữa là đến từ hãng Cover nha bác nhé. Boss Cover BM950 thì chỉ có một con này thì chạy 24 sò, công suất là 475W trên một kênh, và con này có giá là 13 triệu 500 ngàn. Bên em bao cước. Thì giờ thì em sẽ báo giá chung nha bác nhé, báo giá chung của từng con, và các bác cuối năm các bác chốt hàng thì bên em sẽ fix cho tất cả bác là 500 ngàn mỗi con nha. Đấy. Để các bác chơi Tết em sẽ báo giá chung nha, rồi fix 500 ngàn sau nha. Đấy. Thì con này BT200 là 10 triệu này, con này là 11 triệu 500 này. Đấy. Con này là 13 triệu 500, BM950 13 triệu 500. Con tiếp tục là con bốt ngàn 6 series 6. Đấy. Ngàn 6 series 6 thì bên em có 3 con đều đẹp như nhau nha bác nha, và giá của mỗi con là 14 triệu 500 ngàn. Và những con bốt hay là những con cover 950 này đều chạy điện là 230V hàng Mỹ xuất Âu. Con này thì chạy là 20 sò than, công suất là 325W trên một kênh. Đấy. Dòng bô nha, bô ngàn 6 series 6 của 3 con. Rồi ok. Chuyển sang bên này là những con dòng WC. WC thì bên em có WC MX 4000 dòng chữ đỏ, rất là gấu của hãng.
Thì con này có giá là 21 triệu 500, công suất là 800W trên kênh, là 8 ohm và 1200W trên kênh ở 4 ohm. Đó, chạy là 48 sò. Đấy, 48 sò nha bác nha. Dưới nữa là con WC3000A thì con này cũng có công suất là 800W trên kênh, 1200W trên kênh ở 4 ohm. Đấy. Rất là chất lượng nha bác. Dòng 3000A cực kỳ là hiếm lô hàng luôn, và dòng EX4000 chế đó cũng vậy, rất là hiếm hàng. Và con EX chế đó là EX chế đó 4000 là 21 triệu 500 ngàn, con này là 16 triệu 500 ngàn nha bác nha. EX3000A 16 triệu 500 ngàn. WC MX2000A thì con này thì chạy là 32 sò, công suất là 650W trên mỗi kênh, giá là 14 triệu 500 ngàn. 14 triệu 500 ngàn nha. Đấy. Bên này thì bên em có JBL M3A 400, công suất nó là 400W trên mỗi kênh, chạy là 24 sò, dòng JBL chất lượng đến từ Mỹ. Con này thì có giá là 9 triệu. WCX 800 dòng chi đó. Thì con này có giá là 7 triệu rưỡi nha bác, 7 triệu rưỡi. Công suất là 275W, 275W trên một kênh, chạy 12 sò. JBL M3 600 có hai con, hàng đẹp như nhau bác nha. Đẹp như nhau, JBL M3 600 hai con, giá là 13 triệu mỗi con. Công suất là 600W trên một kênh, chạy 24 sò nha. WCX 1600 có 4 con, 1, 2, 3, 4. Đó. Thì ruột gan nó như là M3 600, như JBL M3 600, công suất con này cũng 600W trên một kênh, chạy 24 sò, giá đồng giá với JBL 13 triệu. Đấy. Rồi, đó là những cái sản phẩm mà bên em, những dòng sản phẩm đại Mỹ mà bên em muốn giới thiệu cho tất cả bác. Ngồi ra thì bên em còn có JBL 6290, và bô 600SR hoặc là bô 1800M. Để ở đây nha bác nha. Bô 600SR này, đã 4 kênh thì có bô 600SR này, và Classic Pro Super 4200 với kèm theo EQ luôn, rất là đẹp nha bác. Một bộ hoàn chỉnh hoàn hảo của Classic Pro. Đó. Và bên này thì có là bô 1800M nha. 1800M, con này thì có giá là 19 triệu này. 19 triệu này. Còn bốt 600SR có giá là bốt 600SR thì có giá là 17 triệu 500 ngàn nha bác nhé. Đó là những dòng sản phẩm đại Mỹ mà bên em muốn giới thiệu cho cả bác. Rồi, thì các bác nào chốt sản phẩm nào thì alo cho Hùng nha. Đấy. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video sau.